Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và trong video trước thì em có giới thiệu qua những cái dòng địa hình của Sava, thương hiệu Đức, rất nhiều các bác quan tâm. Thì hôm bên nay em mới về được một lô xe, thì bên trong đó có một chiếc xe địa hình Sava Model SV550 Carbon mà được rất nhiều các bác quan tâm từ trước đến nay. Và xe còn rất là mới, tổng thể xe trên 95%. Xe Sava Carbon SV550 và hôm bên lô xe mới về, toàn bộ zin đồ đạc zin nguyên theo xe. Và hôm nay em đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, vẫn là tông màu đỏ đen rất là nổi bật trên khung xe, màu đen nhám rất là khỏe xe. Và những cái tông xe Sava màu đỏ đen này thì hầu như bên em thường xuyên mà đã review về những chiếc xe địa hình carbon này rồi. Thì bên em hôm nay mới về một chiếc xe còn rất là đẹp các bác nhé, đồ đạc nguyên zin theo xe, model Sava Carbon SV550, xe còn tổng thể trên 95%. Và đây là thương hiệu của Đức, các bác có tìm hiểu trên mạng lên gõ là Sava SV Model 550 Carbon, màu đen nhám, màu đen này rất là khỏe xe và rất là khó nhìn những vết xước, tổng thể xe còn rất là đẹp, trên 95%, hầu như khung xe là không hề có vết xước nhỏ nào cả. Các bác có thấy rõ em đi từng chi tiết bác xem. Cái dòng Sava địa hình này thì là không còn gì xa lạ đối với những dòng bác đi theo dõi bên em nữa rồi. Và hôm nay lô xe mới về thì em về được một chiếc Sava Carbon địa hình nghĩa của Đức SV550. Khung carbon đó nhé, bác phải thấy rõ những cái màu đen nhám của nó ấy, rất là lì xe, rất là khỏe. MTB SV550 vàng vẫn là hiệu xe cao cấp, đời cao cấp nên mà xe được chạy dây âm sườn cổ phốt và ghi đông chính hãng của Sava. Bác phải thấy rõ từ ghi đông cổ phốt cũng còn rất là mới. Xe được trang bị với Shimano Acera 9 tầng lip. Đây bác có thấy rõ cổ phốt ghi đông chính hãng của Sava đây. Và bên tay phải em là 3 tầng đĩa của Shimano Acera. Những cái dòng mẫu Sava bên em thì rất là hot, được rất nhiều các bác quan tâm. Thì hôm nay em mới về được một chiếc đây, địa hình carbon Sava như ở Đức. Sóc dầu chính hãng của Sava. Đây. Và đằng sau sóc vào thông số bảo hành chính hãng của xe. Đây là mã vạch tem xe còn rất là mới, không thể biết nhìn rõ đây. Tem xe còn rất là mới, các bác có thể đánh giá xe còn mới như thế nào. Cặp vành chính hãng của Shimano, chính hãng Sava nguyên bản theo xe. Đây. Các bác thấy rõ ấy. Mayer Shimano bạc đạn. Và lốp vẫn còn nguyên, lốp MTB, lốp chuyên địa hình nếu nhìn thấy rõ. Cái dòng Sava này thì rất là hot bên em rồi. Rất nhiều các bác quan tâm về những dòng địa hình Sava Carbon thì hôm nay mới về một chiếc đây. Kích thước lốp là 26x1.95. Bề mặt lốp rất là nhiều gai các nhá, giúp cho xe giảm bám đường có hơn ma sát. Lần trước thì biểu tượng Sava là có hình chữ V. Sava. Cọc yên chính hãng của Sava. Yên cũng của Sava luôn. Đây yên xe còn rất là mới, chưa hề có một vết ra bong chóc gì cả. Xước sát gì. Em lại quay cho bác xem đi. Nguyên bản màu đạp chính hãng của Sava, nguyên bản trong xe hết. Đằng sau cũng là một biểu tượng của chữ V của Sava đằng sau khung xe. Đây là một mẫu địa hình carbon model SV550. Xe được trang bị với củ đời Acera, Shimano Acera. Và đùi đĩa chính hãng của Sava các nhé, đây đùi đĩa của nó đây. Đùi đĩa Sava chính hãng nguyên bản trong xe, gạt đĩa Shimano Acera. Vẫn còn cái tem đĩa của nó đây còn rất là mới, xe còn rất là mới các nhé.
em đánh giá tổng thể xe khoảng trên 95%. Ở bên dưới gầm xe đây, đây là thông số tem mã vạch chính hãng của xe. Rim sườn sử dụng cặp Mayer chính hãng, Shimano vành cặp Sama chính hãng, nguyên bản trong xe. Xe được trang bị với 9 tầng lip, có thể nhìn thấy rõ lip và xích còn rất là mới. Vâng, đây là xe dòng Sava địa hình rất hot, bên em rất nhiều các bác hỏi quan tâm. Lốp sau vẫn là lốp MTB, còn nguyên bản theo xe. 9 tầng đĩa, 9 tầng lip, 3 đĩa sổ chuyển động của xe 27 độ. Và bây giờ em xin đánh giá hoạt động chi tiết của xe. Vâng, chuyển động rất là mượt mà, lip và xích còn rất là mới, 9 tầng lip, lên lip. Cái dòng Sava Carbon thì bên em rất là hot, thì các bác hỏi hôm nay mới về một chiếc đây. Lên lip, xuống lip này. Vành may bạc đạn chính hãng của Sava luôn bác nhé. Bên đĩa đây, 3 tầng đĩa, bùi đĩa chính hãng của Sava. Xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là mượt mà và hầu như không có lỗi chi tiết nhỏ đâu cả. Đây là một mẫu địa hình Sava đỏ đen, đen nhám lắm, rất là khỏe xe. Màu sport còn rất là mới. Đấy, các bạn thể quát quát có thể thấy rõ. Vâng, xe có thông số size S các bác nhé. Thì các bác cao từ 1m6, 1m7. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong trước Sava Carbon model SB550. Có giá rất tốt bên em là 7.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm thì nhắn tin em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp để đăng ký vào kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.